Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta được hiện hữu ở trần gian này là do lòng thương xót bao la vô biên của Thiên Chúa. Đức Giê-xu không muốn ai phải thất vọng. Mọi người đều có chỗ đứng trong giáo hội và đều có trách nhiệm tham gia vào sứ mạng truyền giáo. Thật vậy, tính phổ quát của ơn cứu độ không chỉ dành riêng cho chúng ta là người Công giáo, nhưng là cho muôn dân, muôn nước, không loại trừ một ai. Đồng thời, Đức Giê-xu cũng mặc khải về lòng bao dung, quảng đại và thương xót của Thiên Chúa. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy can đảm, trung thành, yêu mến và dấn thân vào làm vườn nho của Chúa. Bằng cách sống tốt và chu toàn bổn phận của mình theo thánh ý Chúa dựa trên tình yêu, chúng ta sốt sắng hiệp dân thánh lễ. Xin cho mọi người biết noi gương Chúa, sống nhân hậu, rộng lượng với mọi người. Kính mời cộng đoàn đứng cùng ca đàn cất tiếng hát ca nhập linh.